Bác Đỗ Mười, tôi gọi bằng bác vì ông hơn bố tôi gần 10 tuổi. Ông lại là rể quê tôi. Vợ chính thất của ông, bà Tạ Thị Thanh, cùng họ ở xã bên. Có ông con rể to cỡ bác Đỗ Mười, đâu phải cứ muốn là được. Khi bác Đỗ Mười làm quan lớn tỉnh Hà Đông, rồi sau đó là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, thì bố tôi mới vẫn chỉ phọt phẹt là ông quan xã. Nhưng sự cuồng tín chủ nghĩa cộng sản thì bố tôi ăn đứt bác. Tôi không nói vô căn cứ. Nếu bảo bác Đỗ Mười chứng minh lòng trung thành với Đảng bằng việc đòm chết thằng con, chắc chắn bác sẽ không làm. Nhưng nếu cấp trên có ý định thử bố tôi như vậy, thì tôi sẽ phải tìm cách trốn lên rừng thật nhanh. Giờ nghĩ lại, may mà cụ Khốt nhà mình chỉ làm đến bí thư xã, rồi bị đuổi ra khỏi Đảng khi mới ngoài 40 tuổi. Về vườn sớm, chứ vớ vẩn cụ mà leo lên đến chức đầu triều như bác Đỗ Mười thì không khéo đất nước còn tan hoang hơn. Suốt thời bé, bố hay kể cho chúng tôi nghe về giai thoại bác Đỗ Mười đóng giả dân thường để thử một số cán bộ nhà nước như ông công an, mậu dịch viên, bác sĩ bệnh viện, vân vân. Chẳng hạn như mấy chuyện sau đây. Một, lần ấy bác Đỗ Mười trong vai nông dân vào cửa hàng ăn mậu dịch. Khi bác rình thấy một anh công an đẹp trai cũng vào ăn, cả bác và anh công an đều gọi phở thịt lợn. Thời ấy gọi là phở có người lái. Lát sau, cô mậu dịch viên bưng ra hai bát phở, bát nhiều thịt hơn thì đưa cho bác, còn bát kia lèo tèo mấy mụn thịt vụn thì đưa cho anh công an. Thế vậy, bác Đỗ Mười bảo với cô nhân viên là bác không ăn được thịt, muốn đổi cho anh công an. Cô mậu dịch viên bèn gắt ầm lên, bảo bác là vớ vẩn, không ăn thì bỏ thịt đi, không đổi chắc gì cả. Nhưng bác Đỗ Mười vẫn tiếp tục kỳ kèo. Cuối cùng, có thêm ý kiến của khách hàng, cô mậu dịch bất đắc dĩ phải đổi. Bấy giờ bác Đỗ Mười mới sục đũa xuống vì bác biết tóng ra, và moi lên những miếng thịt nạc rất ngon được cô mậu dịch viên khéo léo vùi bên dưới để che mắt thiên hạ, nhưng không qua được mắt của bác Đỗ Mười. Hai, cũng trong vai nông dân, lần này bác Đỗ Mười vào khám cùng với một phụ nữ trẻ đẹp tại một bệnh viện cấp tỉnh. Thấy gái, anh bác sĩ tít mắt lên. Anh ta bỏ mặc ông già nông dân nằm rên hừ hừ, khám rất kỹ cho cô gái trẻ đẹp kia. Bác Đỗ Mười trong vai nông dân bèn nêu lên thắc mắc thì bị anh bác sĩ mắng té tát cho một trận lên thân. Những câu chuyện kiểu như vừa kể đều hạ màn giống nhau. Đó là ngay sau cuộc cãi vã với ai đó, lập tức có một chiếc xe con biểu trưng của quyền lực lúc bấy giờ xuất hiện đón bác Đỗ Mười, khiến cho cô mậu dịch, anh công an hay là ông bác sĩ đều sợ tái xanh tái xám cả mặt mũi. Thật đáng đời. Vì khi họ biết là bác Đỗ Mười đi vi hành thì mọi chuyện đã muộn. Trừ một lần suýt cập hạn về cuốn sách có chút liên quan đến trách nhiệm của bác Đỗ Mười với hiệp định dầu khí Việt Xô, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt với bác. Trước những lời kết tội bác là hung thần làm tan hoang miền Nam khiến hàng triệu người bỏ đất nước ra đi, hay những lời đồn dai dẳng về mật ước Thành Đô khiến Việt Nam quay trở lại lệ thuộc Trung Quốc, thì tôi chỉ biết rõ nhất một điều, mình không đủ thông tin. Và trong cả hai sự kiện tai tiếng ấy, bác Đỗ Mười đều là người thực thi nhiệm vụ được giao. Thời triệt hạ nền kinh tế miền Nam sau năm 1975, bác Đỗ Mười còn bé tí so với hàng chục ông lớn khác. Cơ chế ở ta là lập thể lãnh đạo, tập thể đưa ra quyết định. Một khi được giao nhiệm vụ, cỡ như bác Đỗ Mười có muốn thoái thác cũng khó. Nhưng tình cảm của bố tôi với bác Đỗ Mười thì đầy tính đảng, và vì thế mà vô cùng bi kịch. Bố tôi luôn coi bác Đỗ Mười là thần tượng, là bậc đàn anh trên con đường cách mạng, như ông vẫn thường nghiêm trang bảo thế.
với bố tôi, bác Đỗ Mười là người mẫu mực về lòng tận tụy, về sự trong sạch và nghiêm khắc. Mặc dù cụ Khốt cũng chẳng hề có thông tin gì cụ thể mà chỉ nghe qua tuyên truyền. Bố và tôi cãi nhau khá nhiều, thậm chí có lúc đã gần tới mức bị cụ Khốt từ mặt. Chỉ vì bác Đỗ Mười. Nhớ nhất lần tôi kể chuyện đoàn cán bộ huyện Chương Mỹ ra chia buồn với bác Đỗ Mười về việc vợ đầu của bác từ trần. Sau khi đoàn vào lễ bái, họ cũng được bác Đỗ Mười tiếp. Nhưng thay vì cảm ơn, bác truy hỏi ông bí thư là huyện có bao nhiêu ngọn núi, cả huyện nuôi bao nhiêu con gà, khiến ông trưởng đoàn viếng tang sợ rúm gió và tất nhiên là cứng họng. Có lẽ giọng kể của tôi có phần cợt nhả khiến bố tôi tím mặt và gầm lên: người ta quan tâm sát sao thế này thì tốt hay là xấu hả? Lần khác tôi kể chuyện nghe từ một lãnh đạo dầu khí rằng khi sang thăm Hàn Quốc, bác Đỗ Mười được chủ nhà dẫn đi xem một nhà máy đóng tàu thủy rất hiện đại. Bác Đỗ Mười bị choáng ngợp trước những gì hiện ra trước mắt. Bác bèn quay lại bảo với những người trong đoàn rằng các anh phải làm sao để nước mình cũng được thế kia. Trong đoàn có ông phó thủ tướng, khi nghe vậy bèn ghé tai vị lãnh đạo dầu khí nói vụng: làm gì ông cũng cấm thì cứ chờ đấy mà bằng người ta. Tôi chỉ kể lại cho bố những gì nghe được, không hề bịa thêm một tí ti gì. Nhưng bố tôi vẫn giận lắm. Ông bỏ cơm giữa chừng đi nằm, không chịu nổi thần tượng của mình bị giễu cợt, để nửa đêm trở dậy ngồi lẩm bẩm chửi tôi cho đến tận sáng. Về cuối đời, bố tôi khi đó là thuộc thành phần rất là bất mãn, có một xích sở thích tai quái là ngày nào cũng ngồi chửi nhau với cái tivi vào đúng vào cái chương trình thời sự buổi tối, tức là 19 giờ 7 giờ tối. Tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng vân vân, ông gọi tuốt tuột tuần tuột bằng thẳng: đồ ăn hại, đồ toi cơm. Bố tôi, một chiến sĩ cộng sản trung kiên, bị đuổi ra khỏi hàng ngũ tinh hoa mà chửi thì chanh chua và ác khẩu và loại nhất thế giới, không ai bằng. Một lần bố tôi không chửi như thường lệ mà cứ hầm hè đầy vẻ ấm ức. Mãi sau dường như không nín nhịn được nữa, ông hét lên: bịt mẹ các ông, hóa ra là tôi bị các ông lừa. Tôi ở trong buồng tò mò ngó nhanh ra ngoài thì thấy trên màn hình tivi lúc ấy bác Đỗ Mười đang chém gió bằng tay trái. Và đó là bài viết của lão Tạ, tức là nhà văn Tạ Duy Anh, viết về câu chuyện có thật xảy ra với ông cụ thân sinh của anh ta. Vâng, tôi vừa đọc xong cái bài phây mà tôi nghĩ rằng là cần chia sẻ với các bạn trong cái buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và mời các bạn có thể theo dõi, đọc hoặc là comment trực tiếp ở trên tường của Facebook Lao Ta, tức là lão Tạ đấy. Vâng. Rất là cảm ơn sự theo dõi của mọi người cho cái buổi đọc phây ngày hôm nay. Dạo này cũng không thường xuyên đọc phây được, mà bởi vì là muốn đọc phây hay ấy, là muốn đọc phây để mình chia sẻ với các bác ấy, không thể đọc bừa đọc bãi được, mà phải mình phải đọc bỏ thời gian rất là nhiều để đọc các bài viết trên Facebook. Và thực sự những bài nào mà tôi thấy nó hay thì tôi mới chia sẻ với các bác. Chứ còn nếu mà nó về những cái, nhiều cái, hoặc là tôi không quan tâm lắm, hoặc là theo quan điểm cá nhân của tôi nghĩ rằng nó không hay, thì tôi không có cảm xúc để mà tôi đọc chia sẻ với các bạn. Cho nên là mong các bạn cũng lượng thứ cho, là để mà tìm được một cái bài phây mà đọc với các bạn ấy thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và nó tốn rất nhiều thời gian để mà mình đọc, rồi mình còn suy nghĩ, chiêm nghiệm xem là nó ở cái góc độ như thế nào nữa, thì nó mới cảm nhận được cái hay nữa, thì tôi mới dám mạn phép để lên mà chia sẻ cùng mọi người, rồi cũng lại ăn cắp một số thời gian của các bác. Và tôi chỉ có một cái nhận xét là trong cái chi tiết của nhà văn Tạ Duy Anh, tức là Facebook lão Tạ, có chia sẻ rằng là ông cụ mắc một căn bệnh, đó là bệnh chửi tivi. Và tôi xin thưa với các bạn, tôi cũng đã một người từng bị cái căn bệnh đó. Và trước khi mà đi biểu tình năm 2011, thì tôi mặc dù không phải là già, thế nhưng mà cũng bị mắc căn bệnh chửi tivi các bác ạ.
Và thường những ông phản động mà bây giờ Đảng Cộng sản gọi là phản động thì rất dễ mắc cái bệnh là chửi tivi. Trước đây mắc cái bệnh chửi tivi, có thể bây giờ không còn căn bệnh đấy không còn nữa, nhưng mà chắc chắn nó trước đây là qua giai đoạn chửi tivi, bởi vì lúc đấy nó chưa có những cái mạng xã hội để mà Facebook, Twitter hay là Mai để các bạn chém gió hay xả stress. Mà đặc biệt là chửi tivi nó xảy ra vào cái lúc 19 giờ tối, tức là 7 giờ tối, và chương trình thời sự, tức là khung giờ vàng của chương trình thời sự, và lúc đó là rất nhiều các bác lên chém gió và chém gió chém vó quán triệt chủ trương đường lối và tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của Đảng và Nhà nước, bla 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 bla, lại nó là như thế. Mà đối chiếu với những cái nó xảy ra hàng ngày thì những người nào mà có hiểu biết, có suy nghĩ về đất nước chắc chắn sẽ mắc căn bệnh chửi tivi. Vâng, xin thưa các bạn, cho nên là có thể bây giờ các bác không phải chửi tivi nữa, nó không mắc cái căn bệnh nữa, là bởi vì các bác có mạng xã hội Facebook rồi, cho nên là nó không còn cái bệnh ấy nữa, rất là may, thì đỡ nhiều người đỡ phải tốn thuốc. Chứ còn như cá nhân tôi ấy, là tôi cũng đã từng là một người mắc cái căn bệnh chửi tivi các bác ạ. Vâng, căn bệnh chửi tivi, chứ không cứ gì các bác già đâu, chứ còn các bác nhất là những người gọi là lão thành cách mạng hay là mấy chục năm tuổi đảng ấy, mà tôi không có đảng, nhưng các bác mấy chục năm tuổi đảng thì tôi cam đoan với các bác là nó gọi là nó dồn nén ở trong trong người người ta, và đến một ngày nào đó thì người ta cũng bật ra cái câu như là bố của ông bố một đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản, ông bố của ông Tạ Duy Anh này, mà ông cụ trả lời phải bật lên câu là địt mẹ các ông, hóa ra tôi bị các ông lừa, thì người ta chắc chắn sẽ bị như vậy. Và các bác hiểu là cái bệnh chửi tivi nó còn ngấm vào xương tủy của những người lão thành cách mạng, tức là những đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản. Chứ còn tôi thì tôi chỉ mắc bệnh chửi tivi nó chỉ lớt phớt ở ngoài da, bởi vì tôi chưa từng là đảng viên Đảng Cộng sản và tôi chưa bị họ lừa các bác ạ. Vâng, rồi xin chào các bạn, và chúc tất cả các bạn một buổi tối vui vẻ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị.